là không khí của buổi offline sinh nhật hội cổ động viên Chelsea tại Việt Nam, CFCVN. Hàng trăm cổ động viên đã có mặt tại Hà Nội để chúc mừng cho cộng đồng fan The Blues bước sang tuổi thứ 9. Họ cùng giao lưu, trò chuyện và thử tài kiến thức cũng như hiểu biết về đội bóng thủ đô nước Anh. Sắc xanh và tiếng cười ngập tràn cả khán phòng. CCVN thì thành lập từ ngày 6 tháng 10 năm 2007. Và mình tổ chức buổi sinh nhật ngày hôm nay là để kỷ niệm 9 năm hoạt động của CCVN, để giới thiệu các hoạt động của CCVN tới các thành viên và tạo ra một sân chơi bổ ích cho các bạn kết nối và giao lưu với nhau. Trong buổi online ngày hôm nay thì rất vui là có hơn 10 chi hội của CCVN trên cả nước có thể đến tham dự trực tiếp. Một số chi hội rất nhiệt tình như Vĩnh Phúc, Lào Cai, Đắk Lắk, Hải Dương, Hưng Yên, và có hơn 300 cổ động viên Chelsea đã có mặt tại Hà Nội. Từ khi em làm fan Chelsea giờ thì trước là em học phổ thông nên là cơ hội của em tham gia cái sự kiện này rất khó, tại vì ở điều kiện ở xa. Năm nay là em là sinh viên năm nhất, là có một buổi offline này em tận dụng mọi cơ hội để được tham gia buổi học ngày hôm nay. Khác với mọi năm, chương trình kỷ niệm sinh nhật 9 tuổi của CFCVN tập trung vào trận đấu kinh điển giữa Chelsea và đại kình địch Manchester United tại vòng 9 giải Ngoại hạng Anh. Đây là lần đầu tiên Jose Mourinho trở lại sân Stamford Bridge với tư cách huấn luyện viên trưởng của Manchester United. Chính điều này đã tạo nên sự háo hức nhưng cũng không kém phần xáo trộn trong tâm trạng nhiều cổ động viên Chelsea, nhất là khi họ vẫn dành nhiều tình cảm cho người đặc biệt. Đây là một trận đấu rất đặc biệt. Mourinho là một huấn luyện viên tài năng và là được gọi là Mourinho gắn liền với Chelsea, và Chelsea cũng vậy. Nhắc đến Chelsea là nhắc đến Mourinho nhắc lại với Chelsea. Và khi ông thầy cũ đến đấu với Chelsea thì đây là một cảm xúc được gọi là rất là mới. Mặc dù nó đã từng, Mourinho từng ra Inter và đấu với Chelsea, nhưng đây là một trận đấu mà MU là đại kình địch, là đối thủ trực tiếp của Chelsea trên con đường chiến đấu để lấy lại ngôi vô địch từ tay Leicester. Mourinho cũng là một tình cảm mình là rất là tốt và luôn luôn muốn ông đấy thành công. Nhưng Chelsea vẫn là Chelsea, Chelsea vẫn chiếm trọn trái tim mình. Và mình luôn luôn hy vọng là Chelsea giành được kết quả tốt nhất có thể. Và các cổ động viên Chelsea không phải chờ đợi quá lâu để được ăn mừng bàn thắng đầu tiên. Pha làm bàn rất sớm của Pedro đã khiến khán phòng nổ tung. Đây cũng là không khí chung của cả buổi offline sau đó, khi liên tiếp những Gary Cahill, Eden Hazard đồng loạt nổ súng. Pha đi bóng điệu nghệ rồi ghi bàn của N'Golo Kanté vào phút 70 như một thứ gia vị hoàn hảo nêm vào bữa tiệc thịnh soạn của thầy trò huấn luyện viên Antonio Conte. Còn với riêng cổ động viên Chelsea tại Việt Nam, họ đã có một đêm không ngủ. Mình cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi Chelsea có một chiến thắng trọn vẹn trong một ngày vô cùng ý nghĩa, ngày kỷ niệm 9 năm thành lập CFCVN và là ngày trở lại của huấn luyện viên cũ Jose Mourinho ạ. Mình rất là hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ Chelsea trong ngày hôm nay, và với mình thì mình chọn Cahill là cầu thủ hay nhất trận đấu ạ. Ngay từ đầu mình có một cái dự cảm rằng Chelsea sẽ giành chiến thắng, nhưng mà thật sự là một chiến thắng đậm như này khiến mình rất là bất ngờ. Rất là nhiều cảm xúc hiện giờ đang là xáo trộn. Thứ nhất là khá là vui vì Chelsea giành chiến thắng, nhưng mà cảm xúc khá là buồn khi người thầy cũ trở về mái nhà xưa nhận được kết quả không như là. Nhưng mà đặc biệt cảm xúc khá là vui đối với cái trận thắng ngày hôm nay, thì nó giúp cho Chelsea áp sát ngôi đầu bảng hơn và kém vị trí đầu bảng một điểm thôi. Còn riêng với cá nhân CFC thì nó là một cái chiến thắng để tô đậm cho cái buổi kỷ niệm của 9 năm thành lập Chelsea. Và với cả nhân mình thì cứ Chelsea chiến thắng mình đã vui lắm rồi. Với chiến thắng ấn tượng này, Chelsea đã leo lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng. Đây cũng là lời tuyên bố đanh thép của huấn luyện viên Conte rằng ông đủ khả năng đưa Chelsea thành một thách thức lớn đối với các đội bóng còn lại trong cuộc đua vô địch mùa giải năm nay. Chiến thắng này cũng khiến bữa tiệc sinh nhật của CFCVN trở nên ngọt ngào và trọn vẹn hơn bao giờ hết.